siêu mẫu Anh Thư hồi đó. Đó, thì vào đó học. Một điều kỳ diệu nhiệm màu xảy ra là trong vòng 1 tháng tôi giảm được 18 kg. Có nghĩa là một ngày chạy bộ 4 tiếng đồng hồ, 2 tiếng buổi sáng, 2 tiếng buổi chiều, kết hợp với giảm ăn, giảm uống, tất cả mọi thứ luôn. Đúng 2 năm không mập, 3 năm không mập, sau không nhớ 3 tháng nữa. Vì tích tụ trong 3 năm mà cái sữa đó, chất dinh dưỡng nó tích tụ nhiều quá. Ở đâm ra một phát bùng, một phát một từ suy dưỡng bay thẳng lên là béo phì luôn. Béo phì giai đoạn 1, mập nhá. Chân tay nó nứt giống như kiểu mấy người mang bầu vậy, nó nứt nẻ luôn, thiệt luôn á. Ngưng không uống sữa nữa. Nhưng mà trong 3 năm đó uống quá nhiều sữa đi, ngưng rồi nó vẫn mập. Có nghĩa là nó mập tới giai đoạn là béo phì giai đoạn 1, béo phì giai đoạn 2 luôn. Xong rồi lên lớp 10, chuẩn bị lên lớp 10 thì mẹ mình kêu không ổn nữa thôi. Béo phì mà, mẹ béo phì. Nó xong rồi mẹ cũng buồn, mẹ nói là không được rồi, mẹ phải kiểu gửi con đi học người mẫu hay là cái gì đó cho con có môi trường để training con lại chứ. Kiểu mà tại vì không, bị béo phì nên là không kiểu quan tâm tới ngoại hình của mình nữa. Đi đứng rất là xòe xòa, rất là thô lỗ, đi hai hàng.